em lấy một dấu coi, dấu đen, dấu vàng, dấu đỏ, dấu trắng, dấu nhợ. Thì mỗi anh em thì đồ lớn chẳng hạn như sò dương, sò tu hài với lại ngao ai còi đồ cả nhà, mỗi người thì một vị đây. Điểm mũi gành cách bờ tầm khoảng 1 hải lý thôi. Giờ này có những cái súng câu mực khẽ cả nhà đang vào rất là nhiều luôn. Cái mùa cái người câu mực khẽ thì ở quê Pháp đi quanh năm luôn, cứ có mực là đi thôi. Trời mà êm hoặc là có mực thì chú đi câu mực sĩ đi câu thôi. Ghi Pháp hôm nay đi 9 anh em thợ lặn. Giờ Pháp mời cả nhà xuống lặn biển bắt hải sản cùng Pháp nha. Hiện tại thì khi Pháp cũng đã chạy ra cái điểm cách bờ tầm khoảng 4 hải lý rồi cả nhà. Nước ở gần bờ nó mờ quá nên khi Pháp đã chạy ra cái điểm 4 hải lý. Hôm nay là ngày đầu tiên Pháp về lại với chiếc công của Pháp để lặn biển bắt hải sản, quay video cho cả nhà xem. Hy vọng hôm nay mấy anh em Pháp được nhiều hải sản. Ok, Pháp cũng đã xuống đáy rồi. Pháp mới xuống thì Pháp có gặp được một con bạch tuộc nè. Hiện tại thì bạch tuộc với Pháp nói chung ít lắm, không bằng ở dưới La Ghi đâu cả nhà. Đây là ký hiệu của Pháp là những luồng bụi ở dưới đó cả nhà. Pháp có gặp thêm một con sò dương đầu tiên luôn. Hiện tại giá sò dương rất là cao luôn á cả nhà, trên 300 ngàn một ký đó. Pháp có gặp thêm một con bạch tuộc nữa luôn. Bạch tuộc thì ở quê Pháp nó nằm ở đất không thôi, Pháp ít thấy nó nằm trong vỏ sò lắm. Mới nhắc thì Pháp có gặp thêm một con bạch tuộc nó ở trong cái vỏ sò Thái này. Ở quê Pháp mà một anh bắt bạch tuộc tầm khoảng 1 ký 2 ký, có nghĩa là bữa đó là rất là may mắn luôn á. Chạy tới chỗ này thì có một con sò mai sập. Sò mai sập thì ở quê Pháp nhiều hơn, còn sò mai xanh thì không có đâu cả nhà, ít lắm. Tiếp tục là một con sò mai sọc nữa.
Đây bắt thêm một con sò mai sập luôn luôn nè cả nhà. Sò mai sập thì phát thích nhất là làm món sỉ da lấy cục còi nó làm tái chanh đó cả nhà, ăn rất là ngon. Con bạch tuộc nữa, con bạch tuộc này phát thấy nó bị bứt hết mấy cái tua rồi cả nhà. Đó, chắc là nó bị con cá nó cắn hay sao, với lại trên đầu nó bị lép một vết thương đó. Chỗ này có dấu có sò mai sập này cả nhà, con sò mai sập với lại một con sò lông. Hiện tại thì sò lông ở quê Pháp cũng giá chắc là cao luôn. Sò lông thì ở quê Pháp giờ rất là hiếm lắm, một ngày bắt anh em bắt tầm khoảng vài 300 gram thôi. Con ngao hai còi này cả nhà, ngao hai còi này là loại sò đắt tiền nhất trong các loại sò luôn, trên 300.000 một ký. Đây là một dấu tích của con ngao hai còi này cả nhà. Ngao hai còi thì nó nằm một cái lỗ lớn và một cái lỗ nhỏ. Pháp chắc là may mắn được con ngao hai còi. Thứ hai, Pháp chạy tới đây có móc được một con mực nang. Con mực nang này tầm khoảng 300 gram thôi cả nhà. Nhìn nó đổi cái màu mino rất là đẹp ha. Pháp bắt mực nang này chắc lên ghi nấu ăn hoặc là đem về thôi cả nhà. Một con ốc bông này, ốc này thì cũng gọi là con ốc giấy đó cả nhà. Pháp rất thích ăn loại ốc này luôn, ăn rất là ngon. Pháp có gặp thêm một con ốc mỡ nữa. Giờ ở quê Pháp thì hải sản giá rất là cao luôn, vì một ngày mấy anh em bắt cũng đâu có nhiều đâu, nào tầm khoảng một xô, một anh bắt hai xô thôi. Đây là một con sò tu hài mới lớn thôi cả nhà, rất là nhỏ luôn. Pháp không bắt con sò tu hài này đâu. Chạy tới chỗ này thì Pháp có gặp một cái dấu tích của con sò ngao hai còi ở cả nhà. Nước ở dưới nó không có chảy nên nước rất là mờ luôn cả nhà. Phát được một con ngao hai còi thứ ba rồi. Wow, Pháp có thêm được một con ngao hai còi nữa luôn nè cả nhà. Do cái luồng bụi nó cứ theo Pháp á nên Pháp quay không có được cận cảnh cho lắm đâu cả nhà. Nó là đã ha, tới chỗ này thì có ngao hai còi. Pháp chạy tới chỗ này, Pháp có gặp một cặp gọi là con cúm cúm. Con này thì ăn, nếu mà thịt chắc thì ăn nhờ hai cái càng của nó rất là ngon. Pháp thả lại hai con này thôi. Cái con cái á, là con nhỏ, còn con đực là con to. Pháp để lại cho nó bên nhau thôi, chứ bắt đi thì nó cũng tội lắm. Pháp có gặp con ngao đủ đỏ, nó nổi lên trên mặt đất luôn. Ngao lụa đỏ hiện tại giá nó rất là cao luôn. Pháp chạy tới chỗ này, Pháp có gặp thêm một dấu tích của con sò ngao hai còi nữa. Đó, Pháp ra cái hiệu đây là những con sò móng tay, những cái lỗ của nó đó cả nhà. Pháp có gặp thêm một con ốc mỡ nè. Đây cả nhà, Pháp có gặp thêm một con sò Thái. Ký hiệu của Pháp là
pháp phát hiện ra là một con sò ngao hai còi. Pháp gặp cái dấu tích của nó cả nhà. Còn mấy cái lỗ kia là những cái lỗ con sò móng tay đó cả nhà. Sò móng tay thì phải có dụng cụ mới là bắt được nó, còn như pháp cầm móc pháp bắt thì không bao giờ bắt được đâu. Pháp có thêm được một con sò thái luôn. Chạy tới chỗ này thì có sò thái luôn nè cả nhà. Đó, một con ốc tỏi. Hiện tại thì ốc tỏi với pháp giá nó cũng cao luôn. Đây là một cái dấu tích của con sò ngao hai còi nữa. Nước thì rất là mờ luôn á cả nhà. Lặn mà bắt có sò ngao hai còi, mỗi anh em bắt tầm khoảng 2 kg thôi. Với lại sò kia sò nọ nữa cũng có ăn nha cả nhà. Pháp có gặp thêm một con sò mai sọc nữa. Chạy tới chỗ này thì đang có sò mai sọc nè cả nhà. Loay hoay cũng được 2 con rồi. Wow, Pháp gặp thêm một con sò dương nữa luôn nè cả nhà. Đó, Pháp ra ký hiệu được 2 con. Một dấu tích của con sò mai. Nó đóng rất là nhiều sò lông nhỏ luôn. Pháp để lại thôi. Đây là một cái đường kỉ của con sò mai sọc đó. Nó nằm thì thấy cũng dễ lắm. Pháp có cào được thêm một con ngao hai còi. Bây giờ thì Pháp cũng không có nhớ được mấy con ngao hai còi luôn. Nói chung thì cũng được vài con. Một con sò thái rất là to nè. Chạy tới chỗ này Pháp có gặp một con bạch tuộc đất nè. Nó nằm, nó đưa 2 con mắt nó lên thôi cả nhà. Con này thì nó hít chắc là đã luôn, nó không có chịu chạy. Pháp có gặp một con nó ở trong cái vỏ sò thái luôn. Đây nè cả nhà, nó lòi 2 con mắt nè. Nó đang đi kiếm ăn đó. Chờ những con tôm bé xíu hoặc là những con cua nhỏ bò qua thì nó sẽ chụp luôn. Và chỗ này thì có dấu của bạch tuộc này cả nhà. Bây giờ Pháp bắt cũng được vài 3 con thôi. Một con ốc mỡ đá. Một con ốc bông luôn. Pháp có gặp một con sò mai rất là to. Nó nằm rất là cứng luôn. Đây Pháp có gặp một con sò dương nè. Dấu tích của nó nè cả nhà. Nhìn chẳng thấy cái dấu tích của nó đâu luôn. Cứ bắt được tầm khoảng vài 3 kg sò dương là có tiền ha. Nói chung thì rất là hiếm lắm. Pháp có gặp thêm một con bạch tuộc đất. Lặn ăn viên thì những con bạch tuộc là mình bán viên, chủ ghe không có lấy tiền. Anh em nào thì bắt nhiều thì bán, còn anh em nào bắt ít thì đem về ăn thôi. Pháp có gặp một con sò thái. Chạy tới đây thì Pháp có gặp một con bạch tuộc, nó hít trong cái vỏ sò thái á cả nhà. Ở vùng biển bên Pháp thì chắc là ít vỏ sò lắm cả nhà. Cát thì nó nhiều hơn. Pháp gặp một con sò thái to luôn. Cũng gọi là sò mây ca á cả nhà. Pháp có gặp một con ốc bông nè.
Đây nè cả nhà, một dấu tích của con sò dương, nhìn chẳng thấy cái dấu tích của nó đâu luôn ha. Nó nằm bằng mặt đất luôn á cả nhà, nhìn kỹ thì mới là thấy cái dấu tích của nó. Bác có gặp một con sò Thái nữa nè. Sò mai sọc, sò lông nó đóng hai con luôn, sò lông nhỏ thôi cả nhà. Pháp chỉ lấy sò mai thôi, sò lông nhỏ thì Pháp để lại. Đây là một dấu tích của con sò dương nữa. Cái gì của Pháp là sáng giờ Pháp được 4 con thôi, rất là hiếm à. Đây Pháp có gặp thêm một con ốc bông. Con sò Thái nữa. Một con ốc mỡ đá. Wow, Pháp được một con sò dương thứ 5 này cả nhà, với lại một con sò Thái. 5 con thì gần 1 ký rồi. 1 ký thì trên 300.000. Đây là một cái đường của con ốc mỡ, nó bò đi nằm bánh này cả nhà. Pháp mà bắt ốc mỡ thì Pháp hay lần theo cái dấu tích của nó bò cả nhà. Một con ốc mỡ đá Pháp đang lần theo này, không biết có nó hay không đây. Không biết thì cái con cá này ở quê cả nhà gọi là con cá gì đây. Còn Duyên ở quê Pháp gọi là con cá lịch đó cả nhà. Con này thì thịt của nó rất là nhiều xương luôn. Có con rất là to, to cỡ bắp chân của Pháp đó cả nhà. Nói chung con này thì ăn không có ngon đâu, xương nó quá là nhiều. Pháp chạy tới đây có gặp một dấu tích của con sò dương, nó đang nằm mánh. Con này thì là con thứ 6 rồi. Sò dương giờ rất là dai lắm cả nhà, chỉ là lâu lâu được một con hai con thôi. Chạy tới chỗ này Pháp có gặp thêm một con sò dương thứ 7 luôn á cả nhà. Đó, một con sò dương cũng hơi to. Nói chung con nào mà to nhất thì tầm khoảng 3 con vào 1 ký thôi. Pháp đang ra ký hiệu là chỗ này có sò dương này cả nhà. Một con sò mai sọc nữa. Wow, Pháp cứ tưởng đâu là con sò mai sọc chứ, ai nhỉ là một con sò mai bóng đó cả nhà. Một con sò Thái nó trổ lên trên mặt đất nè. Sò Thái giờ nói chung thì nó cũng rất là dai, mà bù lại một cái thì cái giá của nó cũng cao. Một con ốc mỡ rất là to luôn. Đây là một con hải vì thảm nè cả nhà. Hải vì thảm thì nó có rất là nhiều màu lắm. Có chỗ thì màu sắc của nó rất là đa dạng, rất là đẹp luôn. Chỗ này thì nó nằm hai con luôn á cả nhà. Pháp có gặp thêm một con sò Thái chỗ lên trên mặt đất nữa. Một con ốc bông. Đây nè cả nhà, Pháp gặp một dấu tích của con ốc tỏi. Hai con ốc tỏi vỏ mỏng luôn. Còn bí lắm, Pháp không bắt đâu. Pháp có gặp một con sò Thái nữa nè. Con sò lông. Sò lông này bây giờ giá nó rất là cao lắm cả nhà. Tiếp tục là dấu tích của con ốc bông nè. Một con ốc mỡ. Pháp có gặp thêm một con sò Thái nữa. Tiếp tục là một con ốc mỡ.
chạy nãy giờ thì mới là được một con sò dương thứ 8 luôn á cả nhà. Chỉ lâu lâu được một con, một chỗ được một con, họ là hai con thôi. Chạy tới chỗ này thì Pháp có gặp thêm một dấu tích của con sò dương thứ 9 nè. Con sò dương đây thì cũng to nha cả nhà. Đây nè cả nhà, chỗ này thì hơi có lý nè. Pháp gặp một con sò dương thứ 10 luôn. Đang có dấu tích sò dương rồi. Giờ cũng đã tới giờ lên ghe chạy vào bờ bán hải sản rồi cả nhà. Hôm nay hải sản rất là ít nên Pháp quay ghi hình lại nhiêu đây thôi ha. Hôm nào hải sản nhiều thì Pháp sẽ ghi hình nhiều lại. Hôm nay thì mấy anh em Pháp, chính anh em Pháp mỗi người làm ăn viên nha cả nhà. Làm ăn viên có nghĩa là mạnh ai làm nấy ăn á cả nhà. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít. Nói chung thì đi đông đầu với lại mùa này thì nghi Pháp làm ăn viên lại rồi. Đó, cứ mỗi anh hai xô thôi. Còn sò ngọt với lại ngao đá, sò dương với lại ngao hai còi á cả nhà. Sò dương với lại ngao hai còi. Đây này cả nhà, thì cứ mỗi anh em lấy một dấu thôi, dấu đen, dấu vàng, dấu đỏ, dấu trắng, dấu vợ. Thì mỗi anh em thì đồ lớn chẳng hạn như sò dương, sò tu hài với lại ngao hai còi đồ cả nhà. Mỗi người thì một vị đây. Một xô đây, một xô như vậy. Nói chung thì làm ăn viên thì để viên hết sò, để viên hết cho mấy anh em sò thái này đó. Cứ mỗi anh một vị như vậy nha. Đó, sò mai. Có sò đâu? Còn hết sò rồi. Đó, dấu nhựa này, dấu vàng này, dấu tím này. Đó. Cứ mỗi anh em một bị với lại một xô thôi.